chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh An Hồ. Hôm nay mình sẽ làm một thử thách nho nhỏ, đó là dùng tay không để bắt chiến vàng hay là chọt tay vào cổ chiến vàng để xem cái cảm giác khi đưa vào tay vào đó cảm giác sẽ như thế nào. Các bạn mời các bạn cùng theo dõi nha. Các bạn, bây giờ mình sẽ đi kiếm ổ kiến vàng nha. Quá trình đi kiếm ổ kiến vàng, mình sẽ tìm những cái cây chim bầu xem nó có không, rồi mình sẽ thử thách gặp tay. À, mình thấy rồi, anh quay lại. Hello các bạn, thì mình đã tới có ổ kiến vàng rồi các bạn. Các bạn thấy nè, các bạn xem nha. Đây, à, thấy ổ kiến vàng chưa? Ổ kiến vàng này rất là nhiều kiến vàng, cắn rất đau. Mình sẽ đưa tay vào ổ kiến vàng cho các bạn xem nha. Các bạn thấy không? Này, ổ kiến vàng các bạn. Này. Các bạn thấy kiến vàng không? Nó rất là sung đó. Mình nó có càng nè. Mình để đỡ tay vô là nó sẽ sẵn sàng nó đớp đó. À, thấy không? À, mới nó cắn rồi đó. Ây da. Ây da, nó cắn chỗ non nó đau quá. Bây giờ mình sẽ thực hiện nhanh nha. Mình sẽ thực hiện nhanh, đưa tay vào cái vàng xem nó chịu đựng được bao lâu. Khai quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ đưa tay nha. Dạ, nó cắn đau quá. Giờ mình sẽ đưa tay vô xem thử thách. Các bạn thì nhìn thấy nè, nhìn thấy nè. Ui da, quá trời luôn. Da da da. Ui da. Ui da, ui da. Rồi chạy bằng ơi. Nó cắn quá. Nó cắn quá trời luôn. Da. Ui da, ui da. Nó chơi. Nó chạy áo mình rồi các bạn. Ui da, nó thử thách cùng quá. Da. Da nó cắn. Đem dựng cái cây quay phim lên chứ thôi nó cắn mình chết. Mình lấy hai tay mình khủi nó. Ui da. Da. Chui áo bạn. Quá trời, nó vô áo luôn. Da. Yeah. Đây coi nó có con nào chui không. Da. Yeah. Thôi bạn. Đó. Ổ kiến vàng đó. Kệ nó đi. Yeah, mình thử rồi, rất là đau. Thôi các bạn nha. Mình đã về nhà rồi. Hồi nãy mình quay phim có một bạn nào ba trượt mình á. Mình sợ quá mình chạy về luôn. Các bạn thấy hay các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Các bạn nhớ có gì hay các bạn comment bên dưới cho mình biết để mình sẽ làm những video hấp dẫn cho các bạn xem. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé.